Ngày 2 tháng 11, sở thú Taronga nổi tiếng của Sydney, Australia đã đưa ra báo động cấp cao nhất sau khi phát hiện 5 con sư tử trốn thoát khỏi chuồng nuôi. Vụ việc xảy ra vào lúc 6 giờ 30 phút sáng trước giờ mở cửa. Ngay sau khi nhận được thông báo, sở thú đã đưa ra báo động, tất cả nhân viên được lệnh phải nhanh chóng đến nơi trú ẩn an toàn. Được biết, báo động cấp 1 dành riêng cho trường hợp động vật nguy hiểm đã trốn thoát hoặc đang gây ra tình trạng hỗn loạn. Hiện tại vẫn chưa rõ nguyên nhân tại sao 5 con sư tử gồm 4 con và 1 con trưởng thành trốn thoát được khỏi chuồng nuôi. Tuy nhiên, cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại sở thú hỗ trợ nhân viên ở đây. Cảnh quay trên cao cho thấy nhân viên sở thú và hàng chục cảnh sát đang kiểm tra bên trong chuồng nuôi sư tử, phát hiện có một lỗ hổng trên hàng rào. Quan sát qua camera, nhân viên phát hiện những con sư tử đang đi lại trong khu vực tiếp giáp với chuồng nuôi chính của sư tử. Sau đó, sở thú đã tổ chức một cuộc họp báo và xác nhận rằng tất cả các loài động vật hiện đã an toàn và được đưa về chuồng nuôi của chúng. Không có thương tích cho khách tham quan hay nhân viên. Được biết, sở thú Taronga đang chăm sóc 7 con sư tử, trong đó có 5 con sư tử châu Phi mới chuyển đến vào tháng 8 và 2 con trưởng thành.